Giá đang bán hiện tại của chiếc này á là 166.644 đô. Chiếc này là Bentley. Miếng bánh này khó nuốt. Đù, cái đít nhìn cháy. Chiếc này qua bên đây là McLaren, riêng cái dàn đầu không là hơn 2 mét, hít carbon. Mâm khá đẹp luôn. Nó đi có cái dây đèn led à, nó đi nhỏ xíu à. Chiếc này có nó đi bộ titan vô nè. Đẹp không? Đi quay một cái xe đồ giống như trên đường về á, có cái chỗ này là nó bán siêu xe nhiều lắm anh em. Chết bà. Rớt cái mic. Cầm 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 cầm. Chân mình quay sơ sơ mấy cái video xe rồi cho anh em xem nha. Đẹp quá anh em ơi. Chiếc du rợt đẹp. Ok, đi vô trong rồi quay chơi. À, cái bánh này nghĩ sai nhiêu ti? Để che lại coi, sai nhiêu? 23 đó. À, chiếc này là Lamborghini 5 chỗ, làm theo dạng 7 cửa nha. À, xe đúng đẹp luôn. Màu trắng. À, bây giờ những cái chi tiết này nè, bây giờ nó làm nhựa hết rồi. Chiếc này là Bentley nè, Bentley SUV kìa. À, nhìn chiến không? Lamborghini. À, chụp hình mày, chụp hình tấm coi. À, xe đẹp quá. Nếu mà anh em mà giống như là kiểu là gia đình á, đi gia đình mà bị bắt đi SUV á, anh em quất liền con này nha, nếu có tiền nha, quất liền con này, quá là đẹp luôn. Đó, nếu mà không cho đi hai cửa, nếu mà có tiền, quất liền con này luôn. Quay cái dàn đầu này, trời ơi, SUV mà nhìn nó nét chưa, quá dữ luôn, cặp mâm mâm quá đẹp luôn, không cần phải thay gì hết. Cái mâm của thằng Lambo này á là nó là cái bản 23 là quá là dữ. Đi bộ trong coi tiếp đi. Cái này là CLC 63S đó nha, chứ không phải đùa đâu nha, không phải đùa đâu. Nè, bên này quay bên này, chiếc BM đời mới nhất. Cái đây là chiếc BM M4, anh em nhìn thấy cái rêu bự không, hai cái lỗ mũi bự không? Hai cái lỗ mũi này là đang tranh cãi ở trong năm 2022 này rất là nhiều luôn đó nha. Mâm này, bi rô lì á, cái vỏ bi rô lì á, giờ Việt Nam mình cũng hay đi á. Nè, quay ra đuôi đằng sau cho anh em xem nè, cái đuôi đằng sau cũng khá là hơi bị chuẩn ấy. À, em series của BM á thì khỏi chê rồi, miễn bàn. M4, em series đó, má bốn dàn bô dữ quá. Dàn lip đen bóng luôn, đẹp. Bây giờ hiện tại là những cái model bây giờ là nó có những cái option này hết rồi. Grill nhìn đẹp á, nhìn hay á. Đến bên đây. Rồi, đến bên đây là chiếc gì đây anh em? Bentley SUV. Theo ý kiến cá nhân của mình á là Bentley đi cái dòng 4 cửa đẹp hơn, đúng không? Nó lên SUV nhìn không có ngầu. Đảo một vòng đi cũng giống như là nếu mà nhìn ngang dọc đồ nó giống như chiếc Audi đó, nó không có gì đặc biệt hết á. Rồi bây giờ hướng qua bên kia đi cho anh em xem ở bên kia chiếc Bentley luôn. Hướng vào bên trong đây, anh em biết là xe gì không? Theo mình bước gần lên đây luôn nè. Đó, đấy là mấy chiếc Bentley bên trong á. Bên ngoài em có mấy chiếc kìa, nhưng mà quay cho anh em xem thôi. Bên trong xe nó bóng với lại mới hơn. Đây, ở ngoài ra ngoài. Ok, bây giờ mình quay qua một dàn xe ở bên này. Đó, anh em thấy không? Đây là chiếc Bentley 4 cửa, nhìn nó quá đẹp không? Ha, nó đẹp hơn SUV nhiều. Chiếc này là đời 2018 Bentley. Giá đang bán hiện tại của chiếc này á là 166.644 đô, chưa có thuế.
đúng không? Chưa tính tiền ra biển số luôn, rất là nhiều tiền đó. Ok, giờ chuyển sang con này. Đây là chiếc Land Rover mà dạng dòng Jeep. Nó làm cái này nè, nhìn nè. Nếu mà muốn bước lên để quay phim á cũng ok luôn, không có sợ trầy, tại vì cái góc này là cái miếng như này giống như là miếng sắt rồi. Bước lên chụp hình là khỏi trầy luôn. Rồi quay cái dàn bánh cho mọi người coi nè, đẹp không? Cái dàn vỏ, mấy chiếc xe Jeep á là phải đi cái dàn vỏ như vậy. Gai lớn, đưa bánh ra, chọn luôn. Rồi thêm những cái option giống như đèn nè, cản nè, đó. Cản đồ rất là cứng. Land Rover á, vô con Jeep á. Vô con xe Jeep á, nhìn cái đèn nè, nhìn giống cái gì? Mickey nè. Cái đầu tròn hai tay nè. Không. Rồi, đảo đằng sau đi, đảo đằng sau cho mọi người xem cái đuôi xe. Thực ra cái con Land Rover mà dạng Jeep này là mới lần đầu mình thấy luôn. Cũng hay á. Nhìn ba đèn sau nè. Độc quá ta. Sao nó không bỏ cái này đi rồi nó để hai dưới là đẹp rồi nhờ, đúng không? Nó phải có thêm cái này nữa. Cũng hơi lạ ha. Cái này giống đèn bi tổ ong của Dio quá. Ok, bắt đầu mình tiến thêm qua bên xe bên cạnh. Rồi, tiến qua xe bên cạnh là chiếc gì đây? Rolls Royce anh em ạ. À. Đây là một chiếc Rolls Royce. Quá là đẹp. Chiếc này hình như không bán, hình như là xe đi thử. Hình như là xe đi thử nên nó không có giá. Hoặc là xe khách đang để làm service gì đó. Khá là đẹp luôn, nhìn quá là gấu. Bên cạnh đây là chiếc Bentley SUV nhưng mà màu khác, không có gì đặc biệt hết. Tiến qua bên đây luôn. Chiếc này là Bentley. Bây giờ chiếc này nó có giá nè. Chiếc này là đời 2022 luôn. Xe này nhìn gấu quá. Chiếc này là có convertible. Bánh bản size rất là hơi bị bự đó. Chiếc cái này là bản 21 lận, cái mâm 21 lận. Đây là convertible. Mui trần, Bentley mui trần. Quay đằng sau cũng khá đẹp á. Nhưng mà nhìn cái đầu, cái đuôi đằng sau nó không có gấu bằng cái đầu. Bên cạnh đây luôn. Quay qua bên cạnh đây luôn. Bên cạnh đây luôn là chiếc xe hai cửa mui cứng. Nếu mình mua xe mình sẽ chọn mui cứng, còn những người mà giống như có tuổi á thì người ta sẽ thích mui trần hơn. Ở để nắng mưa bụi bặm này kia em đâu quan tâm đâu, giống như mấy xe này là về Việt Nam là vô showroom hết rồi, không có để ngoài đâu. Rồi tiến sang bên đây là chiếc Bentley, hai cái màu này phối khá là đẹp. Giống như cái miếng bánh tiramisu hồi nãy mình mới ăn. Quá giống luôn. Miếng bánh này khó nuốt. Ngon nhưng mà khó nuốt. Rồi chuyển sang bên này luôn. Nhìn là logo này là Aston Martin rồi. Aston Martin. Giá bao nhiêu? Cho anh em xem coi. Giá này là 167.586 đô. 167.000. Cũng ok hả? À, đời 2022. Đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi. Hướng đằng sau quay cái đuôi đằng sau luôn, xe này đẹp á. Lâu lắm rồi á mình không có thấy những cái chiếc Aston Martin này lại nha. Chiếc này quá là đẹp luôn, hai chiếc luôn. Chiếc đó đời nhiêu? Chiếc đó có bảng số rồi, chiếc này mới nè. Nhìn cái đít nè. Đó, cái này là đít dạng cái đèn phổ thông của tụi Aston Martin nè. Còn này nè, quà mới hoàn toàn luôn, ghê chưa? Đu, cái đít nhìn cháy. À, dàn bô nè. Dàn bô nó không có để xuống dưới, mà nó đi nó chui lọt qua bên này. Còn cái dàn gầm mà cho cái dẫn khí á, thì nó đi xuống dưới.
Giờ còn đi qua bên này coi xem là có cái gì nữa. Mình nhìn phong phanh qua á là mình nhìn phong phanh qua là đang có chiếc Rolls Royce hay là Bentley đó nằm bên đó, SUV. Đây là chiếc Aston Martin nè. Chiếc này nhìn không gấu bằng hai chiếc kia. Chiếc này đời cũ. Rồi thì tiến về đây là chiếc gì đây? Rolls Royce SUV. Khá là đẹp. Đi gần gần lại, xa quá. Đây, những chiếc này đi vô showroom. Chiếc này là Bentley. Chắc là đời cổ rồi, để coi xem đời bao nhiêu. Đời này có 202 thôi. Chiếc Bentley này nè. Chưa bao giờ biết luôn. Đẹp quá. Nhìn nè, quay cái mâm rôm nè. Nhìn đúng đỉnh luôn. Quay mâm rôm. Màu vàng vàng tươi nè. Đúng ý mình thích luôn. Thấy chưa? Chrome nè, đẹp không? Bé nào? Qua bên này luôn. Chiếc này là mẹt. Chiếc này là không biết là phải máy gì đây. Nghĩ máy gì? 6.3 đó. Chiếc này qua bên đây là McLaren nhưng mà từ từ. Xong chiếc này đi, quay về chiếc này đi. Cái hood nguyên là cái hood carbon luôn, nguyên một cái dàn đầu có dài không? Hơn 2 mét đó. Riêng cái dàn đầu không là hơn 2 mét. Hood carbon. Mâm khá đẹp luôn, 6.3. Chiếc này là bạn cũng phải top rồi chứ hả? GT SLS. Không có số luôn. Đây, qua bên đây là chiếc McLaren. Đỉnh. Quá đẹp luôn. Vòng đằng sau đi xong quay ba cái đít xe này nè. Quá đẹp. McLaren. Còn bên kia là G-Wagon. Màu khá là cứng luôn, cứng ngắc luôn. Rồi, đây là SLS carbon luôn nè. Bên trong kia cũng có xe dữ lắm. Chiếc McLaren bên trong kia kìa. Rồi chiếc Porsche nữa. Chiếc này là McLaren nè, má đẹp chưa? Xanh nhìn gấu cái ha. Bên kia là G-Wagon. Cái này máy VS thôi. Chiếc này máy VS G-Wagon nè, màu cứng, cứng ngắc luôn. Cái này là VS Bentley. Còn đằng sau thì không biết còn gì nữa không ta. Siêu xe màu đẹp quá trời. Đằng sau còn nữa tí ơi. McLaren đời cũ á. Còn McLaren đời cũ. Đằng sau nữa. Đây là hai chiếc Rolls Royce. Nhìn cứng ngắc luôn. Đó, chi qua gần màu trắng. Mấy siêu quá xe đẹp. mẫu đẹp quá trời. Chiếc này Hummer nè. Ủa, có cái súng trên nắp luôn. Dữ không? Mà thứ dữ luôn á. Đem chiếc này nhìn bự chưa? Full đen, đen mờ. Còn mâm là mâm bóng. Quá đẹp. Nè anh em nhìn cái màu trắng này nó ảo không? Nhìn cái góc mà nó ảnh ảnh lên nha, cái hơi cái màu xanh mà sáng lên luôn á, quá đẹp luôn á. Carbon fiber kìa, nhìn đẹp không? Grill thì nó bóng nó sáng lắm. Tuyệt vời luôn, cái màu nhìn đỉnh. Chiếc này thì đời chắc cũ rồi, cái form cũ rồi. Không phải cũ lắm. Tưởng carbon chứ. Nhìn cái cây cọ này vô tưởng carbon trắng chứ. Ủa carbon trắng chắc không dám đậu ngoài đâu. Okay, ra đằng sau này mới gọi là xe cọp nè anh em. Cứ đi cái xe mà màu nổi á, vô cái nhìn liền. Anh em thấy hai chiếc vàng nhìn gấu chưa? Nó đem xô ra thì nó mới đưa ra ngoài. Má trong đây cũng dữ nè. New Energy. Nó lão thịt. Cũng giống á chứ nhờ. Cũng giống á. Đây nè, chiếc này mới đỉnh nè. Chiếc này chắc là bị móp á, đang sửa nè, thấy không? Nó đánh dấu nè. Chiếc này độ rồi. Chiếc này đi cái mâm đẹp lắm ha. Chiếc này độ đi mâm luôn. Nó đi cái vành độ nhìn độc lắm. Đỉnh không?
Chiếc này, cái mâm này giống Rohana lắm nha, giống lắm á. À, giữ à. Giữ to đâu. Đi cái bàn đẹp ghê. Ồ, bắn đầu luôn rồi hay sao á. Gỡ hết đầu luôn rồi. Lên đây coi nè. Lên đây coi nè. Chà, xe này chắc đụng cũng nặng hay sao á, bắn đầu. Cái khung sườn nhôm mà đẹp quá. Gỡ hết đầu luôn rồi, McLaren. Đây, chiếc McLaren thứ hai màu trắng. Nhìn không nổi nhưng mà nhìn lâu nó sẽ đẹp. Mình vẫn thích màu vàng. Đó, McLaren, đẹp quá. Dưới đây toàn là cọp không anh em ơi. McLaren nhiều nha. Dưới đây McLaren quá nhiều luôn. Bên kia có chiếc màu xanh đỉnh đúng không kìa. Đây, quay chiếc đỏ này cũng ngầu. Đỏ đẹp quá. Đó, quay xong chiếc đỏ này mình chuyển sang bên chiếc xanh. Góc bên kia kìa, xanh kia mới đẹp. Xong rồi có chiếc Ferrari luôn. Đi. Bén ha. Đời đó không có đẹp. Đời này đẹp. Này giống như đời gì? LC 570 đúng không? Phải nó không? Còn đằng sau thì cũng đâu còn gì đâu. Ồ, có chiếc xe cổ ở đây. Rolls Royce. À, cái chiếc mới này nhìn nó giống Lambo quá. Nó làm cái kiểu cắt cái đuôi nhìn giống Lambo quá. Có chiếc cổ gì nữa nè anh em. Chiếc này chắc phải đời chín mấy quá. Láng luôn, bóng lưỡng luôn. Đỉnh quá. Rolls Royce, không biết này chiếc này đời nhiêu anh em biết em comment cho mình nha. Chiếc này cũng cọp á chứ không phải đùa đâu. Chiếc này chắc là của một người lớn tuổi nào đó chơi vô để lấy xe mới, có thể là vậy. Hoặc là xe showroom. Không phải dạng vừa đâu. Ok, hướng qua đây luôn để quay Ferrari với lại chiếc McLaren mới. Nhìn cái đuôi nó làm khá là chất á. Mà sao nó làm cái dàn đèn bị nhỏ lại? Thấy không? Nó đi có cái dây đèn led à, nó đi nhỏ xíu à. Nhưng mà nhìn ngang mới đổ. Da về ngang này cho anh em xem. Thấy chưa? Da về ngang nhìn thấy cái đất bill nó nhộng lên không? Gấu không? Rồi, tiến qua bên kia luôn. Ferrari kìa. Ok, đi vào đây luôn. Chiếc này có nó đi bộ titan rồi nè. Đẹp không? Quá gấu luôn. Dữ dằn không? Bộ titan rồi ha, vô màu trắng là quá đẹp rồi. Tại sao lại đi cái mâm màu vàng này mà không phải đi cái mâm vàng đồng là đẹp rồi. Cái máy Ferrari nhìn rất là đẩu, hai cái đi dọc hai bên nhìn ra insect rất là đẹp. Đó, đây là cái đầu đầu xe. Quá là gấu luôn. Ngầu quá anh em ơi. Nếu mà nó đi cái mâm mà carbon hay là đen bóng hay là nói chung là có nhiều loại mâm rất đẹp luôn. Cái này mà chủ lại thích cái vàng để cho nhấn nhá với lại cái logo vàng. Quay thêm siêu xe rồi cho anh em xem. Lâu lâu làm thêm vài clip quay siêu xe rồi. McLaren đẹp quá. Bóng lưỡng à. Chiếc Aston Martin nè. À. Nhìn gấu quá trời luôn. Đẹp. Đây, chiếc này là xe bị đụng, nó độ rồi. Ừ, xe sửa sau đời luôn. Chiếc này là McLaren, giống y hệt đời kia nhưng mà chiếc này zin. Chiếc kia là không có. Chiếc kia độ mà chạy bị hư rồi. Đây là nơi của người giàu. Mình đến đây. Mình chắc cũng hấp dầu. Ráng đi. Ok. Bài đám siêu xe nha. Đồ chiếc này khủng luôn. McLaren.
có hai chiếc, quá đẹp. Ok thôi rồi, cảm ơn anh em đã xem thêm được cái clip siêu xe nha. Nếu anh em muốn mình quay thêm nhiều mấy cái video mà review hãng xe ở bên Mỹ á, thì anh em comment ở bên dưới cho mình biết nha. Thanks for watching. Về ngủ thôi.